Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với LTG. Như anh em cũng đã biết, trong tiểu thuyết Thế giới hoàn mỹ của thần Đông, Thạch Hạo với tư chất kinh người và tinh thần kiên định không khuất phục đã trải qua vô số gian khổ, thành công tu luyện ra ba đạo tiên khí, trở thành nhân vật huyền thoại được mọi người chú ý đến. Vậy, các bạn có biết quá trình Thạch Hạo tu luyện ba đạo tiên khí khó khăn tới mức nào hay không? Hãy cùng với LTG đi phân tích trong video ngày hôm nay anh em nhé! Con đường tu luyện đạo tiên khí đầu tiên của Thạch Hạo đầy thử thách. Sau khi giết truyền nhân của tiên điện, hắn thu được một đống bảo vật và thánh dược. Sau đó, tiếp tục dùng 3.000 đại đạo để đốt cháy bản thân. Đây là một phương pháp vô cùng táo bạo và nguy hiểm. Từ xưa đến nay, hầu như không ai có thể thành công. Tuy nhiên, Thạch Hạo nhờ vào ý chí phi thường và sự cực hạn của bản thân khi đốt cháy 108 đạo đã đạt đến trung kỳ cảnh giới thần hỏa. Trong quá trình này, hắn đến tiên cổ hung xào tìm kiếm tiên dược, trải qua nhiều gian khổ như đối đầu với Ninh Xuyên và nhận ra sự thiếu sót của bản thân, trở về tiếp tục đốt cháy hơn 2.000 đạo hỏa còn lại. Khi hắn hoàn toàn đốt cháy 3.000 đạo hỏa, cuối cùng đã thành công đi ra con đường của mình, tu luyện ra đạo tiên khí đầu tiên. Việc thành công tu luyện đạo tiên khí đầu tiên giúp Thạch Hạo tăng mạnh thực lực, nhưng hắn không hài lòng với điều đó mà tiếp tục theo đuổi cảnh giới cao hơn. Khi đạt đến đại viên mãn cảnh giới thần hỏa, Thạch Hạo gặp được Nguyệt Thiền tiên tử, sau đó vì một số lý do mà có quan hệ với Thanh Y. Nhờ vào phúc trạch từ song tu, hắn một bước đột phá lên cảnh giới chân thần, đồng thời cũng tu luyện ra đạo tiên khí thứ hai. Tuy nhiên, con đường tu luyện của Thạch Hạo vẫn chưa kết thúc, hắn tiếp tục tu luyện ra đạo tiên khí thứ ba bằng cách trải qua thử thách kinh hoàng hơn, lôi kiếp mạnh nhất. Lôi kiếp vốn là thử thách lớn trong quá trình tu luyện của tu sĩ và Thạch Hạo phải đối mặt với lôi kiếp mạnh nhất hiện tại, khó khăn không thể tưởng tượng được. Nhưng Thạch Hạo không lùi bước, quyết tâm đối mặt với lôi kiếp. Trong quá trình lôi kiếp, cơ thể và ý chí của hắn đều chịu đựng thử thách lớn, nhưng cũng chính nhờ quyết tâm chết đi sống lại này, hắn đã thành công tu luyện ra đạo tiên khí thứ ba vào khoảnh khắc cuối cùng của lôi kiếp. Với việc tu luyện ra ba đạo tiên khí, Thạch Hạo thực sự ngang hàng với những nhân vật hàng đầu như Thập Quán Vương và Trích Tiên trong tiên cổ. Thực lực của hắn được nâng lên rất nhiều, trở thành người xuất sắc nhất trong thế hệ của mình. Tuy nhiên, chỉ có Thạch Hạo mới hiểu rõ sự gian khổ trên con đường này. Mỗi lần tu luyện đột phá đều đi kèm với vô số nguy hiểm và thử thách. Khi dùng 3.000 đạo hỏa đốt cháy bản thân, hắn phải chịu đựng đau đớn lớn, chỉ một chút sơ suất cũng có thể khiến hắn tan biến. Khi đối mặt với lôi kiếp mạnh nhất, sinh tử chỉ trong gang tấc. Nhưng Thạch Hạo, với niềm tin kiên định và lòng dũng cảm không sợ hãi, đã nhiều lần vượt qua khó khăn. Trong quá trình này, Thạch Hạo không chỉ thể hiện tài năng xuất chúng mà còn cho thấy phẩm chất kiên cường không gục ngã. Hắn không ngừng thách thức bản thân, vượt qua giới hạn, không bị ràng buộc bởi phương pháp tu luyện truyền thống, dám mở ra con đường của riêng mình. Dù đối mặt với kẻ thù mạnh hay môi trường tu luyện khắc nghiệt, hắn chưa bao giờ từ bỏ. Việc tu luyện ra ba đạo tiên khí là một cột mốc quan trọng trên con đường trưởng thành của Thạch Hạo, nhưng đó không phải là điểm dừng. Trên con đường tu luyện tiếp theo, hắn tiếp tục tiến tới, không ngừng tạo ra huyền thoại của riêng mình. Câu chuyện của Thạch Hạo cho chúng ta thấy rằng chỉ có niềm tin kiên định, lòng dũng cảm không sợ hãi và sự nỗ lực không ngừng nghỉ mới có thể đạt được thành tựu phi thường trên con đường tu luyện gian khổ, tạo nên huy hoàng thuộc về riêng mình. Vậy các bạn nghĩ sao về điều này? Đừng quên để lại ý kiến cá nhân của mình ở dưới phần bình luận của video này các bạn nhé. Cuối cùng thì LTG xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.